Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đồ Đe. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Cellular. Đây là một dự án mà đã gọi vốn được 2 triệu đô, có nguồn quỹ từ OKS Venture và có quỹ của bạn Synap. Như vậy đây là một dự án khá là tiềm năng, và dự án này chúng ta cũng đã làm một số chương trình Adobe trước đó. Với dự án hôm nay thì các bạn sẽ có chương trình Adobe ở trên nền tảng OKS, với việc là các bạn có cơ hội min được NFT, NFT BitSell, NFT. Và NFT này thì có tổng cung là 3.066 NFT. Tổng số Adobe trong cái chương trình Adobe ở trên OKS West 3 nó là 200 suất, công bổ đảm bảo 1.000 suất FCFS Spot với giá này. Và đây là một dự án khá tiềm năng, bởi vì là cái NFT của nó thì đã được công bố chính thức, đó là nó sẽ được Adobe token CNN với NFT này, những anh em sở hữu hầu NFT này. Ngoài ra thì tại thời điểm TGE thì anh em có thể stake để có thể nhận được phần thưởng và nhận được các cái phần thưởng đến từ hệ sinh thái của dự án này. Như vậy là dự án đối với con NFT này, mặc dù gọi vốn không nhiều nhưng mà tính ứng dụng rất là cao, và đặc biệt là nhận token của dự án thì đây là một điều rất là đáng để chúng ta sở hữu NFT này. Đối với dự án này thì các bạn sẽ tham gia, và ngoài ra thì có một cái nữa, đó là con NFT này thì sẽ được mint free, nên là mint free thì nó sẽ rất là tốt cho anh em. Ta tham gia như sau. Đầu tiên là các bạn cần phải có một lượng Bitcoin trên ví, nó là 0.002 Bitcoin. Với giá Bitcoin 68.000 thì 0.002 thì nó cũng không hết quá nhiều, nhưng mà cái phí rút tiền thì cũng hơi căng. Đấy. 0.0002 nhân với này 68.000 thì nó tương đương em chỉ có khoảng 13,6 đô thôi, hoặc là khoảng 15 đô đi, cứ gọi là 15 đô. Nhưng mà cái phí rút tiền, nếu mà anh em rút Bitcoin thì anh em lưu ý là rút coin Bitcoin mà Bitcoin nhé, thì các bạn có thể rút về ví OKS Wallet. Ở đây thì mình sẽ tìm ví Bitcoin này, ở đây trên ví mình đã có rồi này. Em sẽ rút ví Bitcoin Taproot nhé, Taproot là được. Đấy, em thể rút về Bitcoin, ví Bitcoin Taproot. Nó có rất nhiều loại ví khác nhau, nhưng mà các bạn cứ rút về Bitcoin Taproot cho mình là được. Ok. Đấy, thì ở đây thì mức phí rút đã là 0.0007 rồi, nó cũng khá là cao, hết khoảng tầm độ 5 đô đấy, 5 đến 6 đô, 6 đến 7 đô đấy. Anh em rút ra thì nó sẽ hơi tốn phí một chút. Đấy, nhưng mà các bạn nên rút một chút để sau này các bạn những cái dự án là cần hầu Bitcoin chúng ta có thể làm được. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối ví chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ kết nối ví TC57. Thì đây ví của mình cho anh xem. Ok. Đúng là phải dùng ví Taproot thật. Chúng ta sẽ hoàn thành phần captcha. Thì cậu cứ đi ra tổ. Rồi. Chúng ta sẽ liên kết tài khoản X chúng ta vào để chúng ta bắt đầu là nhiệm vụ dự án. Đợt này thì mình làm chứ còn được ví khác so với lần trước, bởi vì Bitcoin để sẵn trên này rồi. Ta sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ. Ở đây thì chỉ có 3 nhiệm vụ thôi. Và mình có thể nói với anh em là cái wine này khá ngon. Wine này khá ngon cho anh em nhé. Nếu như mà anh em mà chúng ta mà may mắn trúng thì khá là ổn luôn, nhưng mà mỗi cái là phí bỏ ra thì hơi căng. Bây giờ chúng ta nút subscribe nữa xong này. Đấy. Hiện tại thì mới có 25.880 người tham gia. Có thể là lần này thì rút Bitcoin ra thì khó hơn một lần trước và mất phí nhiều hơn. Ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến anh em về dự án Cellular, một dự án rất là tiềm năng ở trên OKS. Dự án đã nhận được vốn đầu tư của OKS Venture, rồi có cả Binance. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn. Thưa theo.